Kính chào quý cha tướng úy, quý trợ úy, các trợ tá, các huynh trưởng cùng tất cả các đoàn sinh của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam thân mến. Cùng chung với giáo hội Hoàng Vũ nói riêng và với toàn thể nhân loại nói chung, chúng ta lại long trọng kính mừng lễ ngôi hai xuống thế làm người, một tình yêu Thiên Chúa đến với nhân loại. Và đây là một mầu nhiệm vô cùng cao quý cao cả mà chúng ta cần sống với mầu nhiệm này mỗi ngày. Thiên Chúa đến để mang tình yêu, niềm vui và bình an cho nhân loại. Ước gì, và cũng là lời cầu nguyện của chúng ta trong mùa giảng Giáng sinh hôm nay, là mỗi người sống mỗi ngày với cái niềm vui, tình yêu và hy vọng Chúa mang đến cho chúng ta. Kính chúc tất cả mọi người chúng ta một mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Hài Nhi. Chúc mừng lễ Giáng sinh. Merry Christmas. Giáng sinh là mùa bình an, mùa yêu thương, mùa để chúng ta dành thời gian và niềm vui cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Liên đoàn Đa Minh Savio xin chúc đại gia đình thiếu nhi thánh thể một mùa Giáng sinh an lành, tràn ngập niềm vui và hồng ân của Thiên Chúa. A blessed Christmas from the St. Benedict League of Chapters. From all of us here at the Holy Family League of Chapters, Merry Christmas and Happy New Year! God bless you! Ho! God bless you! Ho! God bless you! Joy! God bless you! Peace! Season's greetings from Lindo and Faloha. Wishing you all a Merry Christmas and a blessed New Year. From our family to your family, happy holiday from all of us. Merry Christmas! Merry Christmas from all of us. Merry toàn thể đại gia đình thiên thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Have a merry, merry Christmas and a most blessed New Year.